Xin chào mọi người nha, chào cả nhà nha. Hôm nay hợp tác xã nông dược tỉnh Tráng Đường vẫn tiếp tục mở rộng thêm diện tích để trồng rau má, để tạo cái nguồn nguyên liệu, tăng cái nguồn nguyên liệu lên để cho nhà máy sản xuất. Và đứng bên cạnh tôi đây là kỹ sư Lê Như Quế, là người sẽ xuyên suốt trong cái quá trình cùng với chị em công nhân là sẽ làm cỏ cũng như là quá trình trồng và chăm sóc cây rau má. Rất mong mọi người là đón xem những cái video tiếp theo do kỹ sư Lê Như Quế sẽ giới thiệu mọi người nha. Rồi, xin chào cả nhà mình nha. Em là Quế và em là kỹ sư nông nghiệp. Em sẽ hướng dẫn mọi người trong quá trình trồng và chăm sóc rau má. Hãy đón xem những video clip của hợp tác xã nông dược tỉnh Tráng Đường về phần kỹ thuật trồng và chăm sóc cây rau má cả nhà nhé. Công đoạn đầu tiên là làm đất cả nhà nhé. Và trong bước làm đất thì đầu tiên sẽ là làm cỏ và dọn sạch những tàn dư ở trên đất. Đấy. Sán nhưng mà hôm nay cũng phải sới hết đất lên đấy. Sau khi mà làm cỏ xong, dọn dẹp sạch tan dư cao lại đất thì sẽ tiến hành rải vôi như thế này cả nhà nhé. Rải vôi để khử đi những cái mầm bệnh này, mầm cỏ dài cũng như là tăng lên cái độ pH của đất, xử lý đất để cho đất sạch tơi xốp hơn cũng như là hạn chế được cái mầm bệnh trong đất và tăng độ pH để cây rau má có thể phát triển tốt hơn. Sau khi mà rải vôi xong thì sẽ tiến hành sới sáo đất như thế này cả nhà nhé, để trộn đều vôi trong đất và sới sáo đất để đất có được tối xốp hơn. Sau khi mà rải vôi xong, sới đất xong thì sẽ tiến hành rải phân chuồng lên cả nhà nhé. Hợp tác xã nông dược tỉnh Tráng Đường thì sản xuất theo phương thức hữu cơ, chỉ sử dụng phân chuồng ủ hoai mục để sản xuất cây và trồng cây rau má cũng vậy. Khi mà rải vôi xử lý đất xong, sới đều đất thì lại tiếp tục rải một lớp phân chuồng như thế này và đảo trộn đều đất với phân chuồng để tiếp tục cho cái công đoạn làm đất trong rau má. Sau khi mà làm đất bón phân xong thì sẽ tiến hành trồng rau má cả nhà nhé. Và rau má đây là rau má lá nhỏ, bên hợp tác xã nông dược tỉnh Tráng Đường lấy nguồn giống từ trên đồi về và sẽ trồng theo khoảng cách là từ 10 đến 15 cm. Đây cả nhà có thể nhìn thấy cận cảnh hơn một chút về quá trình trồng rau má. Em hướng dẫn mọi người cách trồng rau má cả nhà nhé. Đầu tiên thì mình lại lấy một cái gốc của cây rau má như thế này này. Và trồng với khoảng cách từ 10 đến 15 cm, mở ra một lỗ nhỏ nhỏ thôi. Mình sẽ trồng càn thôi cả nhà, bởi vì rễ rau má ăn càn. Video của chúng tôi đến đây là tạm kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nhé. Hãy theo dõi kênh để quan sát sự phát triển của cây rau má trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình nha.